bùa yêu nãy thầy. Thì con được biết là hiện tại cái bùa yêu là giới đại gia họ rất cần đó thầy. Dạ, thì rất cần để thầy muốn mua để giúp đỡ cho một số cặp tình nhân đang chắc trở hoặc đang tình yêu đã ở với nhau rồi mà bị lục đục. Dạ. Nhưng mà nói tóm gọn thầy chưa có chi phí để khỉnh những cái đó từ bên nước Thái, Myanmar, Ấn Độ về. Những cái đó bên đó họ trồng những trái cây cũng bằng nam hay nữ. Dạ. Rồi họ làm những cái tượng bằng đồng nam nữ cũng có mà nó đắt tiền lắm. Nó dạ. bằng đồng họ đúc ra nên nó mắc. Nếu mà mình có được cái vật đó là mình muốn yêu ai là được hết rồi thầy. Đúng rồi, người ta sẽ không phải cái đó là người ta tụng giống như tụng ở quầy trong đạo Phật kêu là tụng kinh. Nhưng mà trong cái cộng quầy đạo người ta kêu là đọc cái bài chú đó, bài chú yêu hay bộ chú để một là hai người ráp nhau, dạ. hai là cho người tách ra đều có một câu thần chú đó. Dạ. Thì rồi kết hợp với một cái vật mà đang hiện hành, đang cái đó là mình mua để người ta khỉnh chị. Thì còn nghe được cái đó là cái bùa yêu nó lợi hại lắm. Đúng rồi. Mình thích thích nhớ luôn. Dạ. Nè thầy thích làm cái là nhớ tối nào ngủ cũng nhớ luôn mà người đó quyến luyến đi không được và dạ, dạ. không sao. Nghe rồi. Nghe lắm sao? Không phải bùa yêu mà một cái câu hằng chú và một cái tượng đó tượng trưng cho một người nam và tượng trưng cho một người dạ. nữ. Là thầy có khả năng đưa được cái đó về Việt Nam. Đúng. Dạ nhưng mà kinh phí là ai cần? Ai cần thì đúng rồi. Cứ mỗi cái cứ vài chục triệu vài triệu mà đem về mua lần mấy tỷ bạc nó đủ. Mà dạ, dạ. qua phải căn ký. Nó căn ký là một ký là trên sân bay là mình 20 ký mà mình hơn là nó phạt nặng lắm. Cấp đôi cái tiền mà mình căn ký mình mua luôn. Vì thầy Phúc vào đó thầy tu bên Thái á, thầy rành đúng không? Thầy biết được cái bùa ở Thái thì đệ tử quá. Thầy nói thấm là tử Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào đều những người chuyên về bùa phép và những thầy tàn là thầy pháp không? Nhưng mà thầy thì không mê tính gì đâu, nhưng mà các con cái gì mà thiện thầy mới giúp, còn ác thầy không làm. Thầy chỉ ghi là vợ chồng khôi nhau có thể ráp lợi, hoặc là những trường hợp hai đứa yêu nhau thật lợi thì gì ráp nhau được. Còn những gì mà kêu tan rã, mà kêu làm những gì khắc đức thầy không làm. Dạ. Trời, lợi hại ghê ha. Nếu không có làm sao mà họ sợ bùa. Dạ, đúng rồi. Có họ mới truyền miệng như vậy. Nhưng mà bùa người đời mới luyện được, tại vì cái đó nó ngược lại cái giáo lý nhà Phật và đạo Phật không cho phép và thầy cũng không sử dụng ba đó. Nhưng mà có loại những loại cũ kêu bằng cũ nuôi ngải nuôi bùa luôn. Dạ. Nhưng mà phải luyện ngày đêm thì những người đó là thầy nó tóm gọn là họ tu giống như đạo Phật nhưng mà họ người đời có được, còn người cạo tóc của cái bận đỏ cà sa là thấy áo cà sa nó cũng sợ luôn, xuất những cái bùa phép ra luôn. Dạ. Chư lực của chư Phật. Về cái xã hội giờ á, người giàu người vui tiền gì không thầy, nhưng mà họ cần những cái nó bùa ngải để họ ấy. Rồi những cái niệt đeo, rồi những cái tượng hình dáng nam và nữ, những ai chưa yêu những ai chưa có thì dạ. tất cả đều có là hả? Cái đó có thật đó hả thầy? Có thật hả? Dạ. Nếu mà mình có phân không có gì? Cái gì phân à? Thầy có hỏi có nói phân đâu? Thì thầy nói cái này sỏi. Sỏi ừ. Thì nói vậy không? Rồi giác vô để lên đây nè. Bao nó dư tiền hả thầy? Bao 70. Đây đây để hai này. Cây ta để nó nhà ta mà chắc bà sợ cây của nhà bà nó nên thì đó chặt nhiều khi chụp quá. Ừ, bà sợ cây nhà bà la chặt do nhà tao bà dọn á chứ. Thì đã biết rồi, thì giờ con cũng nói tiền con người đời với con bán á, còn thầy người tu không lẽ tối ngày cứ hỏi mà thầy không muốn đụng chạm người nào. Đụng luôn. Đó, em mày sao quánh mày nói mày mới vừa nói làm như nên đó tôi đúng không, nó bán mà chưa đem vô tới chùa thầy là khục của con chưa vũ mà tao không biết hả, tao chừng nào đem vô chùa mới cửa chùa đã bữa tao kêu bà gái mày gửi đàng hoàng đã tao phải đắc của người ta nãy giờ đâu cô gái đâu bả bữa giờ bả đi nhà mừng đông đông đâu nhìn thấy mặt thầy thì cũng nói bữa hôm mày nói tiếng mà ở 70.000 bao có chút xíu ha. 70.000 bao đấy à? Ừ, 70.000 bao còn có cái loại đắt kia kìa nó 250.500 bao vậy đó, phải không? Bằng vậy luôn phải không? Ừ, lấy cái mẫu. Thầy. Thầy có fan hâm mộ muốn gặp thầy nè. Có fan hâm mộ đó hôm nào lên cũng dừng thầy á thầy. Con hâm mộ thầy có thầy hot Facebook, hot TikTok rồi, hôm nay cũng mới được gặp. Thầy đã đi ăn thầy ơi. Ừ.
hôm nào con ghé thầy để cho con xin chị bảy nha. Rồi nè, chụp nè, hai người ta chụp nè. Thầy làm lại cho con cái đi, thầy làm lại cho con cái đi. Đâu rồi ta, từ từ, chưa được thầy ơi. Gì làm hoài vậy? Làm hoài. Làm ít thôi, làm dữ rồi. Dạ. Thôi, sướng rồi. Ngày ba làm cái vui, nói thầy ngày ba làm cái vui. Hôm nào lên cái gì lên cúng dường thầy. À, thầy chỉ giáo cho con cái để mà mấy cái này là thầy rải hơn mấy cái chậu à? Đó, mấy chậu đúng rồi, mình trồng kiện lên à. Rồi khi bông đã đầy đủ rồi thì máy với giống mấy cái chậu này nè, thầy mốt nhờ nó mua giùm thầy mớ đá đó để vô chậu, tại thường mình đâu có tứ nước, đâu có cát mình bỏ cái khô vô rồi chứ đầu mình mới đổ đá vô đằng cho nó cái chậu nó vững với nó nặng, nó không ngã qua ngã lại và khai khế cho đất. Rồi còn mấy cái cây này á thì bỏ vô cho nó tứ đừng có sói á. Ví dụ như giờ thì ví dụ một bao cho con coi, ví dụ như cái kiển này đó thầy đổ luôn đó thầy. Ví dụ như vậy có nhiều tiền là đêm này làm cúng chùa hết à? Làm đẹp. Làm đi thầy làm đẹp cho chùa hết chứ đời bao đâu có giữ tiền đâu. Dạ, ví dụ như thầy mua sàn là 70 nè thì tứ cho đựng sói đặt đó, bỏ cho nó đẹp màu sắc luôn. Ủa cái cây này cây gì mà thầy trồng đẹp dữ vậy? Đó, cây này là cây bông bụp vàng đó, bông dâm bụt á. Dâm bụt đúng rồi. Còn cái cây kia cũng kêu bông bụp màu đỏ đó. Thầy đổ vô cái cây có màu sắc, cái cây đẹp không? Đẹp, đá tứ nó không sói. Mấy cây này ai tặng không thầy? Thì hồi đệ tử nó mua, nó chở lên, nó cúng dường. Thầy ví dụ như đó, mình trồng cái dừa tứ nè, lấy đất cho dẻ xuống, rồi cái mình để vô mình tứ cho đựng xói đất và cây nó im. Thầy chăm sóc vườn kiển đẹp quá. Mấy cây này họ cúng cái thầy đâu có mua đâu đúng không? Thì có họ cúng, giống là mấy cây này họ chở lên. Nào cúng rồi nào không cúng mình mua. Thì mình cứ tính ai cúng cũng phải có tiền họ mua. Họ mua chứ đâu vừa ra. Họ mua cũng tính bằng tiền. Bỏ cái đó đẹp thấy không nè, đó là cái chậu nào mình để trên bằng mấy cái đó thầy cũng muốn bỏ lại hết là tứ cho nó không xói đất và nó đẹp. Rồi nè, rồi cái cây này cũng vậy nè, trên mình để từng cây đây nè. Ủa, nước mưa nó văng đất đúng không? Đúng rồi. Đó, bỏ vô cái tự nhiên cái chậu nó sinh động lên và nó sạch sẽ luôn, thấy không? Cây nó là cây gì rồi? Cây này phô mở vô đẹp liền các thầy ha, dễ thương này đúng không? Dạ. Rồi tứ nó không sói nè. Dạ. Đó. Đó. Màu sắc rực rỡ. Hạt xoan nè, mới lấy của CEO Nguyễn Thị Quân Hằng Bình Điền. Dạ rồi, là hàng tặng cho thầy đó hả? Hạt xoan thầy để vô kiển chơi nè. Dạ. Ôi mốt vàng rải cho thầy đi nè. Ghê không ghê. Ngon không? Dạ. Vàng thì thương thầy ghê à. Nói chung là thầy thương về hàng gì hàng mấy đại thôi chứ có gì đâu. Bỏ vô cho nó sinh động và đẹp. Ngày thầy tưới nước mấy lần thầy? Nó sớm muộn 2 ngày tưới lần, đừng tưới nhiều quá, hoặc mỗi ngày mình tưới xương xương thôi, đừng có tưới nhiều. Nếu nhiều nó sẽ úng cây và nó và có đá này lá phong thủy. Mình sẽ sao không? Mình làm vậy á nó sẽ mình ấy vậy á, thứ nhất là phong thủy gì phải không?
nó lạnh 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 cái đất đó là cây nó mát hoài và nó giữ được cái độ sương, độ ẩm, và cái đá nó lạnh thuốc luôn, nó giữ được cái hơi ẩm đất. Dạ hơi ẩm. Dạ. Không khô đất. Ừ. Thì mình làm vậy thì cái cây nó lại đẹp. Nhưng mà thầy gì thằng biết nha, cũng rành hết nha. Ừ. Đó gọi là mua sạn vậy nè. Đó. Đó mỗi mốt sợi này sạn nhỏ mà đá sạn luôn. Này đá kim cương chứ quên nó lộn hoài. Dạ vậy là chị Hằng cho người chở qua biếu thầy đó. Ừ, đó đá thầy bỏ chậu chân. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đó là cái chậu là mình bỏ vô. Cái đẹp. Cái này gọi là chậu bà không phải. Thế nay đây thì mình muốn làm đẹp thì phải mua cho đẹp. Hằng ở Hằng mà gửi cho thầy mấy cái rổ kim cương này đó để mà trưng bày ở tủ kiến, và mấy cái kiển này là đẹp lắm. Mấy kim cương mà nè, hồi xưa vàng mà ta còn rụng hết không con? Xong hết rồi, giờ tới chiều ấy được rồi. Chiều vũ ấy con đem vô cho thầy luôn. Rồi nhiêu tiền thầy tính? Ấy đi chứ để mắc hoài không? Mắc nữa. Đốt là quê rồi, bị đốt hết lần. Đó, nó chặt cây me đi bán thầy mà chưa gì họ đốt sạch. Số làm sao á? Cái me này cắm mai rồi thầy. Ừ, gì? Cái mai để thầy gắn hoa mai lên đó hả? Cái me á. Huyết môn. Rồi cây này là... Quá đẹp. Cái môn à. Huyết môn. Đó thấy không, đẹp chưa Huy không? Đỏ đỏ đủ màu luôn không? Chứ nói sao không đẹp. Mua mà không đẹp. 70 ngàn bao có nhiêu đó thấy không? Chứ nói sao. Này chắc không nghĩ 1 ký. Thầy nói chắc 1 ký. 1 ký 7 ngàn hay 1 ký 3 ngàn. Chắc không được 1 ký đâu. Không cần ký á. Nó cần ký nên nó điều vậy nè. Cần ký đồng hồn chứ. Ký bán ký. Ai biết. 1 ký này chậu nhỏ thì ấy, chậu đỏ thấy không, bỏ vô cái nó có màu. Thầy nói thích cái bông gì mà có gai là thầy thích. Có gai chị không? Họ mấy người mà muốn ăn cắp con trộm hay đụng vô cái nó cùi tay luôn. Cái bông ta đẹp mà đòi ngắt đòi chê nên là giờ cái thầy lựa cây cắt loại bông nào có gai cũng vườn thầy mừng hơn cái bông không gai. Và cái bông khỉ của thầy là bông có gai, giống như phụ nữ đẹp là phải hung dữ, hiện trai mới sợ. Chứ cái bông nào mà không có gai, văng kẽm gai lên. Văng kẽm gai lên, đúng rồi. Giờ ta làm lưới đó, lưới gai chi không? Đụng vô chích. Dạ thôi làm vậy thầy ơi. Dạ. Mô Phật. Dạ. Không làm. Dạ. Chích cho chích to bây hết đi. Sống chặt đất. Hàm cắm sao nó chích. Giống như cây sương rồng đi. Dạ. Nó có bông mà đẹp đi, sương rồng là có gai. Mà sương rồng ta để giữ hàng rào ranh giới. Còn me hiện chua. Me hiện chua thì ngon mà chua đúng không? Hay nói người nam hay nữ mà cái chua mà ai cũng muốn ăn. À, chua còn chua chét. Còn cái gai này có người thích gai, có người không thích gai thôi. Đúng yeah. Rồi. Yeah. Mới chị làm ra hái được bịch me thiệt ngon. Thời vũ ấy chiều. Giờ đưa tiền hai chiều. Giờ lấy tiền đá đi chạy. Đá trước ha. Rồi. Rồi cái kia mày vũ bao nhiêu nhánh là tính tiền nha. Thấy không? Mua không? Cái gì thầy cũng mua hết á, không có gì mua không? Mấy đưa trước 2-3 triệu thì cũng được. Thôi đó coi, thôi để đi đá để tỷ phú. Kia là mấy trăm. Để tính ra ai biết, bấm điện thoại ra. 500 hay nhiêu? Cái gì? 70 nhân 8 bịch hay mấy? 8. Rồi nhân 8 lên. Thầy 8 không? Giống bằng 8 bịch. 54 600 chiều tính tiếp. Hay là có khói thì khói cái nào. Còn mấy đi chiều tính luôn. Bo luôn, phải bo luôn. Ta tính cây mai trước. Ở cái cây trước. Thôi chiều tính. Chiều tính đi. Lộn xộn. Còn chiều vũ đem vô giùm thầy nha. Có nhánh nào ở đâu nữa không? Chặt luôn đi. Ông để đó người ta tưởng cây của người ta đang dọn về để ta đốt á. Thì con đỡ bển mà đá mình không có đất. Vũ đừng chứ đem vô đây rụng đầy sao? Không. Sao thầy không ăn đây? Chua chua ngon lắm. Vũ ăn me. Vậy thôi.